có vân tay cũng có rồi tổng nó có cũng có. Nó có cái ổ khóa rồi, máy TV 5050 kết nối internet ha, ổ khóa kết nối internet là mình cũng có internet là mình mở khóa được bằng điện thoại có trung tính này cũng bị lại đấy chứ sao. Để lấy đi nơi rồi trong một xíu. Điện thoại đầy đủ chưa? Đồ nghề để đây luôn thôi. Đi nữa chửi nữa. Chán lắm rồi, hết chửi luôn rồi. Trăm năm là nước mới bắt đầu uống. Hai tuần nó quen xong rồi. Bây giờ là muốn làm lúc nào? 1900 năm. Này rất là dễ sử dụng. Hiểu 1, 2, 3 chứ 1, 2, 3 là nước có kiềm tính trong phạm vi là người cơ thể mình hấp thụ được. Cái dưới số 8.5 là cái gì? Giờ cái đó nước trung tính rồi. Trung tính là để trung tính là nước tinh khiết và nước tinh khiết mà nó không có điện phân. À. Dùng để uống thuốc tây. Uống thuốc tây. À. Pha sữa rồi cho em bé. À đúng rồi pha sữa. Tại vì thuốc tây với kiềm tính nó cái đó nó kỵ nhau. Tại vì thuốc tây nó cũng là thuốc độc mà. Cho nên có môi trường mà mấy cái mầm bệnh nó hóa chất gì hết là được đúng không? Mấy cái mầm bệnh nó không sống được trong môi trường kiềm. Và trong thuốc mình thì nó có vi khuẩn rồi mấy con lèo khuẩn rồi trong đó. Thuốc tây gọi là độc thì độc. Acid. Cái này là 2.5 chứ quên đổ lộn rồi. Đó hồi nãy lấy đường acid. Còn này 2.5 nè. Lấy đường thải của 10.5 đúng không? Dạ đúng rồi, đường thải 10.5 là nó 2.5. 2.5 là để rửa vết thương rồi đúng không? Dạ đúng, vết thương hở đó, lấy anh ngâm vô. Còn 5.5 là gì quên rồi? 5.5 là để rửa mặt. Đó đúng rồi. Anh thử rửa mặt đi tuần nữa da mình nó da nó khác liền. Đấy, sạch sẽ lắp cho khách. Lắp cho anh đại gia ở chung cư Airport Plaza. Quá đẹp luôn. Tú em rồi, bé hát là chuẩn luôn. Đắk Lắk không biết đó là cái gì vậy nữa. Kêu quay clip cái đây. Quay clip cái đây gửi lên cho anh đấy. Rồi, đã hoàn thành công trình. Anh gỡ nước xuống rồi, anh gỡ nước xuống đi test giùm. Anh thợ này là anh thợ nhưng mà anh giấu mặt nhé. Bà con thông cảm, thợ giấu mặt. Rồi, xong rồi đó. JV FW5050. Đấy, rõ một. Quá đẹp luôn. Đấy, gọi ống cho mọi người xem này. Đó. Chụp rồi đấy. Đúng rồi. Quay dưới đây cho người ta coi. Quay nè. Ừ. Để coi quay hệ thống. Cái độ nhăn nắp của mình nó sao? Hệ thống lọc thô. Đấy. Hệ thống lọc thô. Rồi, hoàn thành.